Xin chào tất cả các bác. Rất nhiều bác hỏi em về sản phẩm dao gấp góc hộp dành cho máy Tobi. Hôm nay em sẽ test nhanh cho các bác xem sản phẩm dao Tobi gấp góc hộp H30 bên em chuyên sử dụng để gấp góc hộp vuông. Chi tiết sản phẩm như thế nào các bác cùng em đi tìm hiểu nhé. Dao Tobi gấp góc H30 sử dụng cốt trục 35mm, lắp thích hợp trên tất cả những dòng máy Tobi thông dụng và những dòng máy Tobi chế đều được. Nếu cốt trục của máy nhỏ hơn thì anh em chúng ta sẽ sử dụng thêm vòng chuyển trục làm sao cho phù hợp với cốt trục của lưỡi dao. Dao được làm từ chất liệu hợp kim cao cấp nên là lưỡi dao cứng cáp và sắc bén, chạy mượt mà trên tất cả những bề mặt của phôi gỗ tự nhiên cứng. Về thiết kế của lưỡi dao thì gồm có 4 cánh lưỡi, có kích thước tổng chiều dày của lưỡi dao là 33mm, sẽ phù hợp với tất cả những dạng phôi gỗ khi anh em chúng ta sử dụng là từ 2cm cho đến 3,3cm để anh em chúng ta ghép hộp vuông. Về thiết kế của lưỡi dao tạo ra đường mộng âm và một đường mộng dương thì có tổng chiều dày là 12mm và độ ăn sâu tối đa của đường mộng là 8mm. Hai đường mộng được thiết kế dạng hét đôi chuột nên khi lắp đặt rất là nhanh chóng và chắc chắn. Đường mộng được tạo ra cực kỳ là sắc nét và chuẩn xác, giúp cho anh em chúng ta làm việc hiệu quả và đẩy nhanh sản lượng trong quá trình anh em chúng ta sử dụng lưỡi dao Tobi này. Còn đây là những cái phôi sản phẩm thực tế tôi vừa chạy thực hành xong. Bây giờ thì tôi sẽ đi lắp ráp lên để anh em có thể thấy được cái sản phẩm demo hộp vuông này được làm ra như thế nào, để anh em chúng ta có thể áp dụng vào những sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ của mình trong quá trình anh em chúng ta sử dụng. Và anh em chúng ta đang xem video thì nhớ nhấn like, ấn đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất từ Vinachi Việt Nam nhé. Với trải nghiệm vừa rồi, các bác đã thấy được công dụng của dao gấp góc H30 bên em chưa ạ? Các bác mua hàng vui lòng để lại số điện thoại bên dưới, nhân viên bên em sẽ liên hệ tư vấn chi tiết hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.